Hôm trước em xem cho chị như nào? Ừ. Xem cho bữa đó chị mới bắt đầu thi viên viên chức á, là hồi thầy nói chứ giọng thư thể họ hay 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 chạy chạy việc nữa, chạy tiền đàm mới đấu nữa, thầy nói chị cứ học với đi thi đi, chứ số nói chung có thầy coi là vẫn 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 suôn sẻ cả, xong là đi học mới học học rồi tự thi mà xong rồi đậu. À rồi, có nghĩa là hôm trước em coi cho chị thì chị bảo bây giờ người ta chạy chức chạy quyền nhiều lắm, không biết thi có đỗ hay không đúng không? Thế rồi em bốc quẻ em coi cho chị là em khuyên chị là cố gắng học đi, rồi chắc chắn là sẽ thi đỗ. Thế bây giờ đã thi đỗ chưa? Thi đủ rồi, mới nộp hồ sơ xong để họ thanh tra rồi, còn 2 tuần nữa là có quyết định. À vâng, vậy thôi, chúc mừng chị nhé. Em nghe được cái tin này của khách hàng em cũng thấy rất là vui vẻ trong lòng, bởi vì cái quẻ bài của mình bốc là coi rất là chính xác cho khách. Ừ, cũng mang lại cái niềm vui cho khách. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều nhé. Sau này chị có gặp bất cứ cái thắc mắc gì hay là khó khăn gì có thể nhắn tin cho em, nhắn tin qua Facebook nhé, em sẽ lên lịch coi riêng và giúp đỡ chị.